Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của mình. Và mình là Tom ở đây. Nếu như anh em lần đầu đến với kênh của mình thì hãy subscribe trước nhá, vì sẽ có rất là nhiều video hàng ngày cũng như là các buổi livestream để giao lưu giữa mình với các anh em đấy. Yeah, ok. Video lần này của mình thì sẽ dành tặng đến các anh em mới chơi, mới làm quen đến Mobile Legends là chính. Hẳn rằng hầu như bất kỳ ai trong số chúng ta cũng đều biết rằng tướng trong Mobile Legends là một trong những cái gì đấy nó rất là quan trọng ấy. Bên cạnh việc giúp chúng ta đa dạng hơn trong lối chơi này, thì việc sở hữu những vị tướng hợp meta sẽ giúp cho chúng ta dễ đi đường thắng hơn này, dễ giành chiến thắng hơn và dễ leo rank hơn với các vị tướng đó. Mà đa phần những vị tướng hợp meta đâu có cho miễn phí đâu anh em. Trong cái đám Mia, Layla và Yura là những cái tướng mà cho đầu game ý. Thật ra những vị tướng đấy cũng rất là mạnh, nhưng mà những vị tướng đấy thì không phải hợp với meta hiện tại. Và chúng ta phải mua để sở hữu những vị tướng đó. Nhắc đến mua là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc phải bỏ tiền túi của mình ra để mua tướng rồi đúng không? Đúng, nhưng chỉ một phần thôi. Bởi trong Mobile Legends, nếu không tính đến những sự kiện đặc biệt không thường xảy ra, thì có tới 4 cách mà ở thời điểm hiện tại anh em hoàn toàn có thể sở hữu một vị tướng trong Mobile Legends. Hãy cùng mình điểm qua xem đó là 4 cách nào nhé. Cách thứ nhất, đó chính là chúng ta sẽ dùng kim cương để mua. Cách này thì đơn giản rồi, đúng không anh em? Ưu điểm của cách này đó là thích vị tướng nào thì chúng ta có thể mua ngay vị tướng đó mà không gặp bất kỳ một cản trở nào cả. Bên cạnh đó, việc sử dụng kim cương để mua tướng giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thứ như là thời gian này, công sức cày cuốc này. Và bên cạnh đó có một cái nữa, đó là có thể dành dụng được vàng, một đơn vị tiền tệ khác trong Mobile Legends mà chúng ta có thể cày được để dùng cho những việc khác, giống như là nâng cấp bảng ngọc của mình chẳng hạn. Tuy nhiên, cách này thì tốn kém nhất rồi anh em ạ. Theo lời khuyên của mình, chúng ta nên áp dụng cách này trong hai trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất, đó là chúng ta dư giả về kinh tế và tài chính. Trường hợp này thì không nói rồi. Cái trường hợp thứ hai mình thấy khá là điển hình, đó là nên áp dụng trong giai đoạn đầu khi mà mới chơi game. Mình thì trước đây cũng có đưa ra một cái lời khuyên trong một video clip, không biết anh em có nhớ không? Đấy là mình có nói, đó là nếu như chúng ta khoanh vùng được vai trò mà mình muốn chơi thì nên bỏ ra kim cương để mua vị tướng ở vai trò đó. Vàng nên được sử dụng để nâng cấp bảng ngọc thì sẽ mau mạnh hơn rất là nhiều ở giai đoạn đầu game. Còn thì nếu như anh em muốn có được kim cương thì chúng ta cũng có hai cách. Cách thứ nhất, đó là chúng ta phải nạp vào này. Nạp có nhiều cách lắm anh em ạ. Nạp qua thẻ Visa này, nạp qua Zalo Pay hoặc là qua website của Vinagame, đó là pay.zing.vn. Cách thứ chi tiết nếu như có quá nhiều anh em comment ở bên dưới clip này mà không biết cách nào ấy thì mình sẽ làm một cái video khác riêng để hướng dẫn nhá. Nếu quá nhiều anh em không biết thì comment bên dưới nha. Và chúng ta còn một cách nữa để kiếm được kim cương trong game, đó là nếu như chúng ta chơi thật giỏi anh em ạ, thì có thể sử dụng được tính năng livestream có sẵn trong game. Và nếu như anh em có được nhiều người xem rồi những người đó donate tặng quà cho anh em ấy, thì anh em có thể sử dụng những giá trị quà đó để quy đổi ra kim cương. Đó, cái cách thứ hai là một cách hoàn toàn khả thi để kiếm được kim cương, nhưng vấn đề là anh em phải nổi tiếng cơ, chứ đẳng cấp như mình thì vẫn chưa được đâu. Cách thứ hai để sở hữu một vị tướng trong Mobile Legends, cách này cũng khá là phổ thông và mình thấy đa phần được anh em mới chơi tin dùng, đó là kiếm vàng để mua tướng như mình nói bên trên ấy. Nếu mà chúng ta không thích dùng kim cương thì chúng ta có thể gọi là cày cuốc để kiếm vàng để mua tướng. Vàng trong game kiếm được từ khá là nhiều nguồn và khá là đa dạng anh em ơi. Chúng ta có thể kiếm được từ sự kiện đăng nhiều hàng ngày này, từ các trận đấu trong Mobile Legends này, từ hai loại dương ở màn hình chờ, đó là dương huy hiệu và dương miễn phí. Nói chung là có nhiều cách kiếm vàng lắm. Và đây cũng là một điểm mà mình rất là thích ở Mobile Legends so với các tựa game MOBA trên di động khác, đó là chúng ta hoàn toàn có thể chơi không cần nạp tiền mà vẫn mua được tướng mới một cách không quá khó khăn và rất dễ dàng. Đó là bởi con số 32.000 vàng không quá khó để có thể đạt được, và chúng ta hoàn toàn có thể bỏ thời gian ra cày cuốc chăm chỉ, tham gia hết các hoạt động trong game với thời gian khoảng cỡ một tuần hoặc ít hơn, dao động khoảng một tuần. Hiện tại thì như anh em thấy, mình đang có 26 vị tướng sau 2 tháng chơi game. Quá là nhiều luôn anh em nhở. Vì có chơi hết đâu, mình chỉ chơi quanh đi quẩn lại có mỗi mấy vị tướng thôi. Như anh em đang xem mình livestream chơi thì biết, mình chỉ chơi mỗi Moscow ở vị trí xạ thủ này, sau đó đến Hurley ở pháp sư. Đó, chỉ loanh quanh là mấy vị tướng chính như vậy thôi. Những vị tướng còn lại mình mua để chơi cho biết. Nhưng mà nói với anh em để anh em hiểu, đó là kiếm tướng bằng vàng trong Mobile Legends hoàn toàn không quá khó. Dù vậy, như ở cách 1 mình có nêu, đó là ở giai đoạn đầu do cần đầu tư sức mạnh vào bảng ngọc rất là nhiều, cho nên chúng ta nên dùng kim cương để mua tướng và vàng để đầu tư vào bảng ngọc. Anh em có biết vì sao không? Đó là khi mà chúng ta lập nick mới, Mobile Legends sẽ cho chúng ta rất nhiều vàng luôn, gần đủ vàng để mua một vị tướng theo như mình nhớ là vậy. Tuy nhiên, nếu như chúng ta sử dụng hết số vàng đấy để mua tướng thì gần như chúng ta sẽ không nâng cấp được chút gì ở bảng ngọc của chúng ta cả. Mà bảng ngọc nó có những chỉ số cũng như là những cái điểm tài năng cực kỳ cần thiết luôn. Nhiều khi ở rank thấp, cái bảng ngọc nó tạo ra cả một khoảng cách về sức mạnh luôn anh em ạ. Nói chung lại, cách thức thứ hai nó sẽ hơi ngược lại một chút so với cách thứ nhất. Ưu điểm là anh em sẽ chơi game free không phải nạp, nhưng mà nhược điểm thì chúng ta sẽ phải dành thời gian để cày cuốc để có đủ vàng để mua tướng.
Và lời khuyên cuối cùng của mình chốt lại cho cái cách này, đó là ở giai đoạn đầu game chúng ta nên dùng kim cương để mua tướng. Còn khi mà đã chơi game đến tầm khoảng độ 1 tháng rưỡi 2 tháng rồi anh em, thì chúng ta gần như không cần phải nạp thêm cái gì để mua tướng đâu anh em. Lúc đấy chúng ta có thể dùng vàng để mà mua rất thoải mái. Cách thứ 3, trong trường hợp chúng ta không có kim cương, cũng không đủ vàng, nhưng trong quá trình chơi, chúng ta sẽ tích cóp được một loại vật phẩm giúp chúng ta có thể đổi được lấy tướng, đó chính là mảnh tướng. Như trong mô tả trong game anh em đang nhìn đây, thì mảnh tướng chúng ta có thể sử dụng để đổi lấy tướng trong cửa hàng mảnh ghép ở Mobile Legends. Ở thời điểm hiện tại, có 12 vị tướng mà anh em có thể sử dụng để đổi từ mảnh tướng anh em ạ. Và trong quá trình chơi Mobile Legends khoảng 2 tháng, thì mình đổi được 4 vị tướng trong này rồi anh em. 4 vị tướng là nhiều luôn anh em ơi. Mà quan trọng nhất đó là những vị tướng này đa phần là phù hợp với meta hiện tại. Nào là Kimi này, Rock này, Moskov, Lolita, trong này đủ hết các vai trò luôn á. Mà mình không có phải nạp vào cái gì để lấy mảnh tướng đâu, toàn tham gia sự kiện, sưu tập mảnh tướng xong rồi đem đi đổi miễn phí hết đấy. Như mình có nói bên trên là để có được mảnh tướng thì chúng ta sẽ phải thu thập thông qua các hoạt động trong game và phải cần tới từ 100 cho đến 120 mảnh tướng thì mới đổi được tướng. Nhưng có một sự thay đổi ở đây, đó là khi mà Mobile Legends về đến Việt Nam, mảnh tướng có dễ hơn rất là nhiều. Thậm chí chỉ cần 2 hôm cuối tuần thôi là mình thu thập đủ 120 mảnh tướng để mua được tướng luôn anh em có tin không? Đó là nhờ vào các code được phân phối bởi Vinagame, nhà phát hành Mobile Legends ở Việt Nam. Cách có code thì đơn giản lắm, anh em chỉ cần theo dõi giải đấu hoặc các hoạt động vào cuối tuần được Vinagame livestream trên fanpage chính thức của Mobile Legends Bang Bang Việt Nam là sẽ thấy có code. Thường thì một buổi livestream mình thấy phát ra khoảng độ đâu đó từ 6 đến 7 cái code, mà mỗi cái code có khoảng 10 mảnh tướng là lúc đó là chúng ta đã có từ 60 đến 70 mảnh tướng rồi. Nếu như anh em muốn nhập code ý, thì đầu tiên chúng ta phải thấy code đã bằng cách xem livestream đúng không? Thì sau khi mà thấy code rồi thì chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ m.mobilelegends.com/n/code-exchange và làm theo hướng dẫn thôi, những cái đường link anh em đang nhìn trên màn hình này. Khi mà truy cập vào đường link bên trên rồi, chúng ta sẽ nhập code ở phần ô đầu tiên, đấy là ô Redemption Code. Sau đó nhập ID tài khoản của chúng ta. Tiếp theo đó, anh em sẽ ấn nút send màu đỏ. Thì khi mà anh em ấn nút send màu đỏ ấy, sẽ có một đoạn code gửi về ở hòm thư tài khoản trong game của mình. Anh em lấy đoạn code này, nhập vào đó, sau đó ấn vào nút Redeem, tức là cái nút gọi là nhận quà đấy. Như vậy là xong. Đây như anh em đang nhìn, cuối tuần trước ngày 20-21 có cái giải đấu Mobile Legends Việt Nam ấy, mình có xem giải và nhận được tận 12 code, tức là tương đương với 120 mảnh tướng, đổi được ngay một con tướng rồi. Thậm chí mình biết có người còn nhận được 16-17 code cơ. Ngoài ra còn có rất nhiều vật phẩm giá trị khác chúng ta có thể nhận được từ code, quá là ngon luôn. Do đó anh em hãy chăm chỉ mà xem livestream của Mobile Legends Bang Bang Việt Nam nhé. Nhiều code lắm đấy. Nói tóm lại là để có code anh em không phải làm gì đâu, chỉ cần hóng đến khi nào có livestream trên fanpage rồi xem, thấy có code là nhập vào thôi. Cách thứ tư, cách này ít thông dụng hơn nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể nhận được tướng free, không phải nạp bất kỳ một cái gì cả. Đó là sử dụng một loại tiền tệ khác trong game, đó là vé. Cái vật phẩm vé này thì không có bán ở trong cửa hàng trong game đâu anh em ạ, mà nó chỉ có thể nhận được thông qua việc chúng ta tham gia các hoạt động và sự kiện trong game. Chúng ta có hai lựa chọn để dùng vé mua được tướng. Thứ nhất, đó là dùng thẳng vé để mua thẳng tướng trong cửa hàng tướng, giống như là dùng kim cương hay là vàng để mua tướng anh em. Tuy nhiên thì ở trong cửa hàng chỉ có một số lượng tướng ít ỏi đếm trên đầu ngón tay có thể mua được bằng vé thôi anh em ạ. Đó là Akai này, Mia này, Alucard, Tigreal, God, Kling và Franco. Nếu như mình nhớ không nhầm thì chỉ có từng đấy vị tướng thôi. Dĩ nhiên, nếu tướng của anh em thích có trong danh sách thì có thể dùng vé để mua, quá là ok la rồi. Thường, vé để mua một vị tướng nó sẽ rơi vào khoảng dao động từ 200 cho đến 800 vé một vị tướng. Tuy nhiên thì đây cũng không phải là một con số quá kinh khủng và chúng ta hoàn toàn có thể tích cóp được trong một khoảng thời gian ngắn, nhanh hơn là tiết kiệm vàng anh em ạ. Nếu như anh em không muốn mua thẳng với vé như vậy, vẫn còn một cách khác để chúng ta có thể xài vé mua tướng, đó là tham gia vòng quay may mắn ở trong một cửa hàng. Nếu như anh em chưa biết thì đây là một tính năng khá hay của Mobile Legends, giúp chúng ta hên xui có thể nhận được trang phục hoặc là tướng tùy từng thời điểm. Từ vòng quay này, mình đã nhận được trang phục của Beleric này, mình nhận được Uranus này, rồi tướng Harith cách đây chỉ vài hôm thôi. Con số vé để nhận được trung bình nó sẽ rơi vào dao động từ 500 cho đến 2.000 vé. Một con số như anh em nghe thì cũng khá là lớn, nhưng nếu anh em tính trên giá trị thực mà anh em có thể nhận được từ vị tướng ấy, thì 2.000 vé là con số quá rẻ. Bởi anh em thử bỏ ra khoảng độ 1.500 hay là 1.000 để đổi lấy con Harith mà xem. Nó khác bọt hoàn toàn, nó rất là rẻ luôn. Mà hơn nữa, chắc gì lúc nào anh em cũng phải dành ra 2.000 vé đâu. Có khi hôm nào đấy hên hên anh em chỉ mất có vài chục, vài trăm vé thôi thì sao. Ngoài ra, tính năng này cũng có rất nhiều vật phẩm giá trị khác. Chúng ta không quay được ra tướng thì chúng ta sẽ quay ra nhiều trang bị khác, giá trị không kém. Đương nhiên, ngoài những cách cố định này ra, chúng ta vẫn còn rất nhiều cách khác. Ở thời điểm hiện tại,
đó là nếu như anh em nạp lần đầu tối thiểu 5.000 vào game thì sẽ nhận được một trong ba vị tướng, đó là Freya, Hanabi hoặc là Valia, tùy anh em chọn. Nhớ là lần đầu thôi nhé, tức là sự kiện này hướng đến những người mới chơi là nhiều, chứ như anh em chúng ta ở đây là thua rồi đấy. Trên đây là toàn bộ những cách để một người mới chơi Mobile Legends hoặc chơi lâu có thể sở hữu một vị tướng bằng nhiều cách, chứ không chỉ đơn thuần là dùng kim cương để mua tướng. Hãy giúp mình chia sẻ video clip này đến cho những anh em mới chơi game mà chưa biết đến những điều này nhé. Và đừng quên, nếu như thấy video clip này của mình hay và bổ ích, hãy để lại cho mình một like và một subscribe, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để giúp cho channel của mình được phát triển, tạo thêm nhiều sản phẩm mới thú vị hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye!